Thiện Hiện đáp: Đúng vậy, đúng vậy, Xá Lợi Tử, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của sắc mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của thọ tưởng hành thức mà học. Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng vậy, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của nhãn xứ mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ mà học. Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng vậy, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của sắc xứ mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của thanh hương vị xúc pháp xứ mà học. Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng vậy, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của nhãn giới mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra mà học. Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng vậy, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của nhĩ giới mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra mà học. Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng vậy, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của tỷ giới mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra mà học. Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng vậy, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của thiệt giới mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra mà học. Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng vậy, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của thân giới mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra mà học. Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng vậy, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của ý giới mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra mà học. Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng vậy, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của địa giới mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của thủy hỏa phong không thức giới mà học. Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng vậy, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của thánh đế khổ mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của thánh đế tập diệt đạo mà học. Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng vậy, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của vô minh mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu não mà học. Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng vậy, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của cái không nội mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh mà học. Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng vậy, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của chân như mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ mà học. Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng vậy, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của bố thí ba la mật đa mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa mà học. Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng vậy, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của bốn tịnh lự mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà học. Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng vậy, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của tám giải thoát mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ mà học. Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng vậy, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của bốn niệm trụ mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà học. Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng vậy, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của pháp môn giải thoát không mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà học. Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng vậy, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của năm loại mắt mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của sáu phép thần thông mà học.
Xá Lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy. Khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của 10 lực Phật mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 Pháp Phật bất cộng mà học. Xá Lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của Pháp không quên mất mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của tánh luôn luôn xả mà học. Xá Lợi Tử, đúng vậy, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của trí nhất thiết mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà học. Xá Lợi Tử, đúng vậy, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của tất cả pháp môn Đà La Ni mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của tất cả pháp môn Tam Ma Địa mà học. Xá Lợi Tử, đúng vậy, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của dự lưu mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của Nhất Lai, Bất Hoàn, A-La-Hán mà học. Xá Lợi Tử, đúng vậy, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của dự lưu hướng, dự lưu quả mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của Nhất Lai hướng, Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng, Bất Hoàn quả, A-La-Hán hướng, A-La-Hán quả mà học. Xá Lợi Tử, đúng vậy, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của độc giác mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của độc giác hướng, độc giác quả mà học. Xá Lợi Tử, đúng vậy, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của Đại Bồ Tát mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của Tam Miệu Tam Phật Đà mà học. Xá Lợi Tử, đúng vậy, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của Pháp Đại Bồ Tát mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của quả vị giác ngộ cao tột mà học. Xá Lợi Tử, đúng vậy, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của Thanh Văn Thừa mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của Độc Giác Thừa, Vô Thượng Thừa mà học. Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát khi học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của sắc mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của thọ tưởng hành thức mà học. Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát khi học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của nhãn xứ mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ mà học. Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát khi học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của sắc xứ mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của thanh hương vị xúc pháp xứ mà học. Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát khi học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của nhãn giới mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra mà học. Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát khi học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của nhĩ giới mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra mà học. Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát khi học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của tỷ giới mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra mà học. Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát khi học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của thiệt giới mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra mà học. Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát khi học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của thân giới mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra mà học. Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát khi học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của ý giới mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra mà học. Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát khi học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của địa giới mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của thủy hỏa phong không thức giới mà học. Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát khi học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của thánh đế khổ mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của thánh đế tập diệt đạo mà học. Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát khi học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của vô minh mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não mà học. Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát khi học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của cái không nội mà học,
chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh mà học. Thiện hiện vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát khi học như vậy? Chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của chân như mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ mà học. Thiện hiện vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát khi học như vậy? Chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của bố thí Ba La Mật Đa mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa mà học. Thiện hiện vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát khi học như vậy? Chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của bốn tịnh lự mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà học. Thiện hiện vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát khi học như vậy? Chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của tám giải thoát mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ mà học. Thiện hiện vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát khi học như vậy? Chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của bốn niệm trụ mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà học. Thiện hiện vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát khi học như vậy? Chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của pháp môn giải thoát không mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà học. Thiện hiện vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát khi học như vậy? Chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của năm loại mắt mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của sáu phép thần thông mà học. Thiện hiện vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát khi học như vậy? Chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của mười lực Phật mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng mà học. Thiện hiện vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát khi học như vậy? Chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của pháp không quên mất mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của tánh luôn luôn xả mà học. Thiện hiện vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát khi học như vậy? Chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của trí nhất thiết mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà học. Thiện hiện vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát khi học như vậy? Chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của tất cả pháp môn Đà La Ni mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của tất cả pháp môn Tam Ma Địa mà học. Thiện hiện vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát khi học như vậy? Chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của dự lưu mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán mà học. Thiện hiện vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát khi học như vậy? Chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của dự lưu hướng, dự lưu quả mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của Nhất Lai hướng, Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng, Bất Hoàn quả, A-La-Hán hướng, A-La-Hán quả mà học. Thiện hiện vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát khi học như vậy? Chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của độc giác mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của độc giác hướng, độc giác quả mà học. Thiện hiện vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát khi học như vậy? Chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của Đại Bồ Tát mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của Tam Miệu Tam Phật Đà mà học. Thiện hiện vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát khi học như vậy? Chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của Pháp Đại Bồ Tát mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của quả vị giác ngộ cao tột mà học. Thiện hiện vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát khi học như vậy? Chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của Thanh Văn Thừa mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của độc giác thừa, vô thượng thừa mà học. Khi ấy cụ thọ thiện hiện đáp: Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát khi học như vậy, chẳng thấy có sắc là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ và hoại diệt, chẳng thấy có thọ tưởng hành thức là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ, thọ tưởng hành thức và hoại diệt. Vì sao? Vì sắc uẩn vân vân hoặc năng hoặc sở trong ngoài đều là không, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng thấy có nhãn xứ là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ nhãn xứ và hoại diệt, chẳng thấy có nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ và hoại diệt. Vì sao? Vì nhãn xứ vân vân hoặc năng hoặc sở trong ngoài đều là không, chẳng thể nắm bắt được.
Xá lợi tử, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng thấy có sắc xứ là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ sắc xứ và hoại diệt, chẳng thấy có thanh hương vị xúc pháp xứ là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ thanh hương vị xúc pháp xứ và hoại diệt. Vì sao? Vì sắc xứ vân vân hoặc năng hoặc sở trong ngoài đều là không, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng thấy có nhãn giới là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ nhãn giới và hoại diệt, chẳng thấy có sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và hoại diệt. Vì sao? Vì nhãn giới vân vân hoặc năng hoặc sở trong ngoài đều là không, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng thấy có nhĩ giới là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ nhĩ giới và hoại diệt, chẳng thấy có thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra và hoại diệt. Vì sao? Vì nhĩ giới vân vân hoặc năng hoặc sở trong ngoài đều là không, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng thấy có tỷ giới là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ tỷ giới và hoại diệt, chẳng thấy có hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra và hoại diệt. Vì sao? Vì tỷ giới vân vân hoặc năng hoặc sở trong ngoài đều là không, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng thấy có thiệt giới là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ thiệt giới và hoại diệt, chẳng thấy có vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và hoại diệt. Vì sao? Vì thiệt giới vân vân hoặc năng hoặc sở trong ngoài đều là không, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng thấy có thân giới là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ thân giới và hoại diệt, chẳng thấy có xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và hoại diệt. Vì sao? Vì thân giới vân vân hoặc năng hoặc sở trong ngoài đều là không, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng thấy có ý giới là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ ý giới và hoại diệt, chẳng thấy có pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra và hoại diệt. Vì sao? Vì ý giới vân vân hoặc năng hoặc sở trong ngoài đều là không, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng thấy có địa giới là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ địa giới và hoại diệt, chẳng thấy có thủy hỏa phong không thức giới là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ thủy hỏa phong không thức giới và hoại diệt. Vì sao? Vì địa giới vân vân hoặc năng hoặc sở trong ngoài đều là không, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng thấy có thánh đế khổ là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ thánh đế khổ và hoại diệt, chẳng thấy có thánh đế tập diệt đạm là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ thánh đế tập diệt đạo và hoại diệt. Vì sao? Vì thánh đế khổ vân vân hoặc năng hoặc sở trong ngoài đều là không, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng thấy có vô minh là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ vô minh và hoại diệt, chẳng thấy có hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não và hoại diệt. Vì sao? Vì vô minh vân vân hoặc năng hoặc sở trong ngoài đều là không, chẳng thể nắm bắt được.
Xá lợi tử, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng thấy có cái không nội là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ cái không nội và hoại diệt, chẳng thấy có cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh và hoại diệt. Vì sao? Vì cái không nội vân vân hoặc năng hoặc sở trong ngoài đều là không, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng thấy có chân như là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ chân như và hoại diệt, chẳng thấy có pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt. Cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì và hoại diệt. Vì sao? Vì chân như vân vân hoặc năng hoặc sở trong ngoài đều là không, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng thấy có bố thí ba la mật đa là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt. Cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ bố thí ba la mật đa và hoại diệt. Chẳng thấy có tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt. Cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa và hoại diệt. Vì sao? Vì bố thí ba la mật đa vân vân hoặc năng hoặc sở trong ngoài đều là không, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng thấy có bốn tịnh lự là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ bốn tịnh lự và hoại diệt, chẳng thấy có bốn vô lượng, bốn định vô sắc là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt. Cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn định vô sắc và hoại diệt. Vì sao? Vì bốn tịnh lự vân vân hoặc năng hoặc sở trong ngoài đều là không, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng thấy có tám giải thoát là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt. Cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ tám giải thoát và hoại diệt. Chẳng thấy có tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt. Cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và hoại diệt. Vì sao? Vì tám giải thoát vân vân hoặc năng hoặc sở trong ngoài đều là không, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng thấy có bốn niệm trụ là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ bốn niệm trụ và hoại diệt, chẳng thấy có bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo và hoại diệt. Vì sao? Vì bốn niệm trụ vân vân hoặc năng hoặc sở trong ngoài đều là không, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng thấy có pháp môn giải thoát không là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ pháp môn giải thoát không và hoại diệt, chẳng thấy có pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và hoại diệt. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không vân vân hoặc năng hoặc sở trong ngoài đều là không, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng thấy có năm loại mắt là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ năm loại mắt và hoại diệt, chẳng thấy có sáu phép thần thông là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ sáu phép thần thông và hoại diệt. Vì sao? Vì năm loại mắt vân vân hoặc năng hoặc sở trong ngoài đều là không, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng thấy có mười lực của Phật là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ mười lực của Phật và hoại diệt, chẳng thấy có bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng và hoại diệt. Vì sao? Vì mười lực của Phật vân vân hoặc năng hoặc sở trong ngoài đều là không, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng thấy có pháp không quên mất là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ pháp không quên mất và hoại diệt,
chẳng thấy có tánh luôn luôn xả là có cả nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ tánh luôn luôn xả và hoại diệt. Vì sao? Vì pháp không quên mất, vân vân, hoặc năng hoặc sở trong ngoài đều là không, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, khi đại Bồ Tát học như vậy, chẳng thấy có trí nhất thiết là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ trí nhất thiết và hoại diệt, chẳng thấy có trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và hoại diệt. Vì sao? Vì trí nhất thiết vân vân hoặc năng hoặc sở trong ngoài đều là không, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, khi đại Bồ Tát học như vậy, chẳng thấy có tất cả pháp môn Đà La Ni là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ tất cả pháp môn Đà La Ni và hoại diệt, chẳng thấy có tất cả pháp môn Tam Ma Địa là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ tất cả pháp môn Tam Ma Địa và hoại diệt. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà La Ni vân vân hoặc năng hoặc sở trong ngoài đều là không, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, khi đại Bồ Tát học như vậy, chẳng thấy có dự lưu là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ dự lưu và hoại diệt, chẳng thấy có nhất lai bất hoàn a la hán là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ nhất lai bất hoàn a la hán và hoại diệt. Vì sao? Vì dự lưu vân vân hoặc năng hoặc sở trong ngoài đều là không, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, khi đại Bồ Tát học như vậy, chẳng thấy có dự lưu hướng, dự lưu quả là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ dự lưu hướng, dự lưu quả và hoại diệt, chẳng thấy có nhất lai hướng, nhất lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, a la hán hướng, a la hán quả là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ nhất lai hướng, nhất lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, a la hán hướng, a la hán quả và hoại diệt. Vì sao? Vì dự lưu hướng, dự lưu quả vân vân hoặc năng hoặc sở trong ngoài đều là không, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, khi đại Bồ Tát học như vậy, chẳng thấy có độc giác là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ độc giác và hoại diệt, chẳng thấy có độc giác hướng, độc giác quả là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ độc giác hướng, độc giác quả và hoại diệt. Vì sao? Vì độc giác vân vân hoặc năng hoặc sở trong ngoài đều là không, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, khi đại Bồ Tát học như vậy, chẳng thấy có đại Bồ Tát là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ đại Bồ Tát và hoại diệt, chẳng thấy có tam hiệu tam Phật Đà là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ tam hiệu tam Phật Đà và hoại diệt. Vì sao? Vì đại Bồ Tát vân vân hoặc năng hoặc sở trong ngoài đều là không, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, khi đại Bồ Tát học như vậy, chẳng thấy có pháp của đại Bồ Tát là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ pháp của đại Bồ Tát và hoại diệt, chẳng thấy có quả vị giác ngộ cao tột là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ quả vị giác ngộ cao tột và hoại diệt. Vì sao? Vì pháp của đại Bồ Tát vân vân hoặc năng hoặc sở trong ngoài đều là không, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, khi đại Bồ Tát học như vậy, chẳng thấy có thanh văn thừa là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ thanh văn thừa và hoại diệt, chẳng thấy có độc giác thừa, vô thượng thừa là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chẳng thấy có kẻ năng nhiếp thọ độc giác thừa, vô thượng thừa và hoại diệt. Vì sao? Vì thanh văn thừa vân vân hoặc năng hoặc sở trong ngoài đều là không, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, nếu đại Bồ Tát đối với sắc, đối với thọ tưởng hành thức, đối với nhãn xứ, đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, đối với sắc xứ, đối với thanh hương vị xúc pháp xứ, đối với nhãn giới, đối với sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, đối với nhĩ giới, đối với thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, đối với tỷ giới, đối với hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, đối với thiệt giới, đối với vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, đối với thân giới, đối với xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, đối với ý giới, đối với pháp giới, ý thức giới và ý xúc,
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, đối với địa giới, đối với thủy hỏa phong không thức giới, đối với thánh đế khổ, đối với thánh đế tập diệt đạo, đối với vô minh, đối với hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, sầu, than, khổ, ưu não, đối với cái không nội, đối với cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh. Đối với chân như, đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Đối với bố thí ba la mật đa, đối với tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Đối với bốn tịnh lự, đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc, đối với tám giải thoát, đối với tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Đối với bốn niệm trụ, đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Đối với pháp môn giải thoát không, đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Đối với năm loại mắt, đối với sáu phép thần thông, đối với mười lực của Phật. Đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Đối với pháp không quên mất, đối với tánh luôn luôn xả, đối với trí nhất thiết, đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đối với tất cả pháp môn đà la ni, đối với tất cả pháp môn tam ma địa, đối với dự lưu, đối với nhất lai bất hoàn a la hán, đối với dự lưu hướng dự lưu quả, đối với nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả, đối với độc giác, đối với độc giác hướng độc giác quả, đối với đại bồ tát, đối với tam niệm tam phật đà, đối với pháp của đại bồ tát, đối với quả vị giác ngộ cao tột, đối với thanh văn thừa, đối với độc giác thừa, vô thượng thừa, chẳng thấy là có thể nhiếp thọ và có thể hoại diệt, cũng chẳng thấy là có kẻ nhiếp thọ và hoại diệt, mà học bát nhã ba la mật đa thì đại bồ tát ấy có khả năng hoàn thành trí nhất thiết trí. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, đại bồ tát học bát nhã ba la mật đa như vậy có khả năng hoàn thành trí nhất thiết trí chăng? Thiện Hiện đáp, đại bồ tát học bát nhã ba la mật đa như vậy có khả năng hoàn thành trí nhất thiết trí, vì đối với tất cả pháp chẳng vì lấy sự nhiếp thọ hoại diệt mà làm phương tiện mà học. Xá Lợi Tử hỏi, nếu đại bồ tát là người đối với tất cả pháp chẳng vì lấy sự nhiếp thọ hoại diệt làm phương tiện mà học, thì tại sao có khả năng hoàn thành trí nhất thiết trí? Thiện Hiện đáp, Xá Lợi Tử, đại bồ tát ấy khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy sắc hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy thọ tưởng hành thức hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy sắc hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy thọ tưởng hành thức hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy sắc hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy thọ tưởng hành thức hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy sắc hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy thọ tưởng hành thức hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy sắc hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy thọ tưởng hành thức hoặc tăng hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của sắc quần vân vân là không, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, đại bồ tát ấy học bát nhã ba la mật đa như vậy có khả năng hoàn thành trí nhất thiết trí, vì lấy cái vô học và cái không hoàn thành làm phương tiện. Xá Lợi Tử, đại bồ tát ấy khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy nhãn xứ hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy nhãn xứ hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy nhãn xứ hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy nhãn xứ hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy nhãn xứ hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc tăng hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của nhãn xứ vân vân là không, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, đại bồ tát ấy học bát nhã ba la mật đa như vậy có khả năng hoàn thành trí nhất thiết trí, vì lấy cái vô học và cái không hoàn thành làm phương tiện. Xá Lợi Tử, đại bồ tát ấy khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy sắc xứ hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy sắc xứ hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy sắc xứ hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy sắc xứ hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy sắc xứ hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tăng hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của sắc xứ vân vân là không, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được.
Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy học Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, có khả năng hoàn thành trí nhất thiết trí, vì lấy cái vô học và cái không hoàn thành làm phương tiện. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy nhãn giới hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy nhãn giới hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy nhãn giới hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy nhãn giới hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy nhãn giới hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc tăng hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của nhãn giới vân vân là không, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy học Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, có khả năng hoàn thành trí nhất thiết trí, vì lấy cái vô học và cái không hoàn thành làm phương tiện. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy nhĩ giới hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy nhĩ giới hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy nhĩ giới hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy nhĩ giới hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy nhĩ giới hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc tăng hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của nhĩ giới vân vân là không, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy học Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, có khả năng hoàn thành trí nhất thiết trí, vì lấy cái vô học và cái không hoàn thành làm phương tiện. Hết quyển thứ 88.